coi coi luôn đó. Đây quỷ luôn. Muốn chết. Tao hồ mít, hồ mít. Mà quỷ muốn chết, to tướng muốn chết. Chắc quỷ quỷ, thô thiệt đấy. Ờ. Hót. Ừ. Hót mấy. Hello, chào cô bác anh chị gần xa thân mến. Hôm nay mình lại tới nhà chú Kỵ để cho nghe chú Kỵ có một giọng ca giống Chế Linh Hai và những một bài võ thất truyền của Khmer rất lâu đời. Thì hôm nay mình lại tới đây mình để cho chú chia sẻ với mọi người cho biết một đường huyền bí hiểm là của chú Kỵ sống trong bụi rừng trên 40 năm như thế nào. Thì hôm nay mình lại tới đây mình cho quý vị xem cái đường huyền của chú như thế nào tận mắt. Quý vị để xem cái đường huyền của chú rất mạnh mẽ và rất đẹp mắt như thế nào nhé. Mời cô chú anh chị cùng mình vào trong để xem chú Kỵ biểu diễn dài đường để cho quý vị xem nhé. Thưa quý vị, thì hôm nay chú Kỵ biểu diễn một đường huyền thật bí hiểm và thật bị thất truyền võ Khmer nha các bạn. Còn bởi chú lên luôn, ok, đánh luôn á. Bởi chú đánh luôn á. Cầm bò mơ. Thôi đó. Mày chốt mặt chạy ơi. Bởi qua mã nó coi dưng nhé, đừng quá. Coi đâu. Buồn đâu. Đang quá siêu. Cái này bị thất truyền lâu năm võ Khmer nha các bạn. Đây. Những đường huyền bí hiểm mà. Quá 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 tuyệt vời các bạn. Xong văn võ xong toàn luôn nha các quý vị. Chú Kỵ này không phải giỡn chơi. Bỏ đây quýnh tay thôi chú. Quýnh đường 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 tay thôi, quyền tay thôi. Mà chú quýnh đường cây đẹp hơn ha. Chú ra đường cây. Cái này trơn quá quý vị. Chỗ này rất nước trơn á quý vị. Và có trời hạn là chú quýnh rất đẹp luôn. Đường huyền thất truyền đó các bạn. Quá hay. Tại chỗ này trơn quá. Ấu có. Đó. Quý bố bạm nét lắm á. Là hồi đó là cha của chú truyền lại ha. Bà nắng á, quay lụm á. Dạ. Lắp xe bà nó nói đâu, việc gì. Thôi chỉ con được rồi, đừng có đánh con chạy giờ đó. Cho chú đánh rồi cái. Hả? Ủa, quay bụi bọm nét to quá. Thử. Chú chỉ con á, chú chỉ con dài đường ra. Dạ, làm sao? Bữa hôm nay chú... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cô Việt Nam, lỡ dở. Không coi tay à, anh tập anh không coi tay làm sao tập. Chú làm nhanh quá. Chú từ từ nữa mới tập kịp. Ông làm không kịp nữa. Dễ. Chú làm nhanh quá. Từ từ chú ơi, từ từ ơi. Từ từ nhanh quá coi không kịp. Làm từ từ động tác thôi. Thiếu Lâm Tự nữa kìa. Có Thiếu Lâm Tự chứ. Rồi, ừ. Chú mệt rồi. Mệt rồi. Nghỉ đi. Ừ. Tôi múa mấy cái cũng mệt rồi đó các quý vị. Đây hôm nay chú cũng có cắt cái chạy sao miếng nữa nè quý vị. Để nuôi gà nuôi gì chú cứ dần lên tùm lum la vậy đó. Mình múa với chú có mấy đường quyền mệt rồi quý vị ạ. Đây chú có nuôi mấy con gà để sau khi chú hết tiền chú bán mua gạo ăn đây quý vị. À, chú nuôi rất nhiều gà luôn. Bữa hổm hình như có 7-6 con, hôm nay chú mua thêm rất nhiều luôn quý vị. Coi trời mưa nè quý vị, lên nước luôn, bẫy hết trơn. Đây, chú có bộ ngựa mới cho nha quý vị. Cho nó lệnh mày lên. Theo đúng nữa. Bỏ đi mua theo đúng chú nằm chiếu đi cho nó gọn. Chú muốn lấy cái miếng mới không, để mua miếng mới cho chú. Tiền mấy rồi chú? Tiền mấy phở đây. À, tiền mua. Cái này nữa bỏ đi, xài miếng mới ha. Ờ, mua miếng mới cho chú, bỏ cái này đi, thấy nơi kỳ gớm quá. Còn tha sổ quá. Ừ, tha sổ. Đó đi. Chú nói để phơi lúa. Cái này cũng vừa chú nằm rồi có mình ớt nè. Đây. Ghê lên khỏi mặt đất cũng cao mà. Đây cho chú chạy là chú nằm cho thoải mái quý vị. Hôm nay chú được cái bầu ngựa mới rồi ha. À, gọn gàng ngăn nắp luôn. Đồ chỗ chú ngủ chú chạy rất ngăn nắp nghe quý vị. Chú rất kỹ lưỡng như bộ đội vậy các bạn. Chú xếp ngay ngắn. Mưa chịu qua nhiều lắm hả chú? Trộn nó. Dạ. Thò nữa nó phải bắt thì núp luôn. Ừ. Đây à, Hoàng Trung cho dao bình thủy với chai dầu gió thiệt cho chú đây quý vị. Cái này là chai dầu gió này được cô Cúc á, ở Mỹ, cô Cúc ở Mỹ giờ dở về cho mình ha. Với lại con có mua cho chú một cây bình thủy. Rồi thêm cái giạc ngủ. Ờ giạc ngủ ha. Rồi con mừng không thấy cái giạc đó. Ờ mừng á, được cái giạc ngủ mừng á chú, mừng lắm đó. Ờ. Đó. Dạ. Bỏ cho hạt cũng nó quẩy lưới lại để cái đỏ đó rứt rứt cái đi. À, ý là chú nói là cái phần ghế bố nó nghe cái người ta ở ngoài người ta tưởng ăn trộm ăn cướp gì đó trong đây. Sợ. Rồi sáng giờ ăn cơm chưa? Chú ăn cơm chưa? Nấu cho nó hút bay nó nấu lấy. Ừ. Thứ là rồi đặt hai áo khối. Rồi hôm qua là mới đi nhậu hả? Sáng giờ tao bắt cuốn tạp đạp đó. Ờ. Xả em bãi. Xả rồi chú bớt đi, bớt nhậu đi, nhậu nhiều không có ổn định tinh thần. Ha. Bắt sắc quá dễ bắt rồi. Rồi ngày hôm nay cô Cúc ở Mỹ cũng có gửi theo con 100 đô đó là ở cái 100 Canada. Thì, Canada dạ, thì cô cũng ở Canada lắm ha. Rồi có mua có gửi chung 100 Canada này thì chung có mua cho chú cái bình thủy với cái giạc đó là hết
920.000. Thì hôm nay thì vẫn còn thêm số tiền thì 930.000 ở đây thì chung gửi cho chú luôn ha, cô bác anh chị. Rồi hết tiền xài chưa không bữa giờ? Này nào ơi, còn nó ơi nó nào tiết luôn ơi. Có tiền chú đừng có mua bia nhậu nha, có tiền để mua cơm nước ăn thôi. Hút nãy đó. Đúng rồi, mua bia nhậu hoài là cô bác anh chị thấy ta giận ta nghĩ cho đó. Chú bắt đó hả? Bắt ngay Ngọc chạy ơi. Đúng rồi đó, tại mình sống có mình nên chú hạn chế nha, nhậu nhiều quá bệnh đó, vừa lớn tuổi rồi. Đó thì bữa nay chú mặc áo dân quân luôn ha. Cô bác anh chị hôm nay thì chung cũng giống như là mang số tiền của cô Cúc ở Canada có gửi chung 100 Canada thì chung có đổi ra được tiền Việt Nam là 1.860.000 và chung có mua được hết cái dạng 800.000 rồi cái bình thủy 120.000 thì hết 920.000 thì hiện tại số tiền còn lại là 930.000 chung là gửi cho chú ở đây luôn anh cô bác anh chị. Đây là chú, cái này thì con gửi chú ha. Này là chú đếm đếm luôn ha. Này là 500, 700, 800 930.000 ha. Thì cái này chung chung gửi cho chú luôn để cũng như là để chú mua đồ mua đạc đi. Mua gạo ăn, gạo này kia. Có cái hút. Rồi để gửi gửi chú. Có cái đó. Cái này thì chú gửi lời cảm ơn đến cô Cúc. Cô Cúc ở Canada. Hạt bón. Hao chị cũng được. Bón kia. Chị đang vô được mấy? Vô. Chị cũng có gửi tiền tôi để mua gạo thóc ăn, chú cũng cảm ơn nhiều. Rồi kính chúc sức khỏe vậy đi. Chúc chị nhiều có sức khỏe, được đạt cái việc làm ăn tới. Rồi mình giỏi thôi. Rồi không có tặng bài hát gì cho cô Cúc kêu chú là ca chị sĩ. Quậy ngọc chạy ơi, chị không có quậy luôn. Cô Cúc thích, rất là thích chú nghe ca luôn á, nghe chú ca. Chị dễ ói chết đấy chị. Không, biết rồi, để dưới sẵn hả? Ngọc chạy ơi, vậy bảy chục nữa. Là cô Cúc rất là thích nghe chú ca. Bật đi. Rồi chú muốn ca bài gì tặng cô Cúc cũng được. Chọn chuyện bắt đây ôi kê cả ba đây kìa, chọn sẽ đập chuyện đấy. Đập thì đi chơi chuyện. Đoạn tới bút chứ. Đoạn bút chuyện quái chuyện bắt bông cỏ mai vô bánh đó ba đấy. Hàng mặt tử đó nhá. Học tử ba nó cũng lấy bắt đấy. Rồi chuyện thôi nó cạnh đây. Rồi. Tôi ở ngoài ô. Một căn nhà nhỏ không phải, có hoa thơm cháy gì. Hàng mặt tử là bên vụ cái chuyện chứ. Hàng mặt tử là cái chuyện. Đường lên dốc đá. Bắt mặt mặt chóp ấy, bắt luôn. Đường lên dốc giá đó. Thôi chân chuyện bắt. Đường lên dốc đã nhớ xưa hai người đã một lần đến. Lâu ông hoạn đó thó chẳng hạn mặt tư đã qua. Ánh trăng soi huyền bờ cát dại lên hoang vắng. Tiếng chim kêu đau thương như nức nở với trời sương. Lá rơi rơi đâu đây sao cứ ngờ bước chân tìm người về giữa đêm buồn. Hàn mặt tư quay về quê cũ dấu thân nơi nhà hoang. Mong cầm hỡi thôi đừng thương tiếc tôi cho nhau mà thôi. Tình đã lỡ sinh một câu hứa kiếp sau ta cũng đôi. Còn gì nữa thân tàn sinh đẻ một mình đơn côi. Chó mày, mày ở đây, chó bác. Bà thầy, ở con phu. À, bác thầy chứ, bác nào thế? Lệnh, nó chăm bác nào thế thế? Chọn. Chọn á, mà mình chăm rồi, hay chơi chuyện bác lệnh. Cái bài hát gì mà hôm bữa chú hát được đó, khúc hả? Bông cỏ mây hả? Bông cỏ mây hát được khúc hả? Anh nức mặt chứ, một bài mình bụng. Bông cỏ mây là gì? Mình bụng chua lắm, biết chứ. Có lẽ cúi nước đâm bay nước khởi chuyện đấy. Chú là cô mình đứng. Chú khi mà đi ăn cơm. Đâm bay là nước khởi chuyện đó. Vậy là khi mà chú nấu cơm này nọ là chú tự động chú dừng nhớ đến là chú hát được hết cô ba anh chị. Nước khởi chú á, nước khởi chuyện đấy. Bông cỏ bay đi thử coi. Những ngày chưa nhập ngủ thử coi. Những ngày xưa thân ai sinh buộc vào tương lai anh còn ví cho tôi. Tôi còn vì cho em chứ vòng tay bé nhỏ yêu thương mặn mà
Cho bỏ đi. Chú không nhớ hết. Cho bỏ đi. Chỗ mất. Mai mốt phải coi cái giấy ra để chú vừa chú có cái giấy cầm vừa coi vừa hát luôn được không? Bán nó bán. Vừa cầm vừa coi hát luôn trực tiếp. Chịu bán nói không? Bán nói rồi. Giếng phải lấy còn hồi phết lá nữa. Rồi hôm bữa nhớ con không? Con thầy Ninh á. Về đi. Con thơ đi. Thì đó con nuôi đó. À, nhớ con, không con thơ con nuôi hả lúc. Con thơ con đó hả chớ. Con nuôi á. Ý là con nuôi hả? Con thơ con nuôi. Con nuôi. Rồi rồi. Con nuôi. Rồi. Rồi con nhớ con nuôi. Thơ. Con nhớ con nuôi không? Con thơ thì mô đó, mô nữa. Chưa ta chưa lại đâu. Rồi nhớ con nuôi không? Nhớ cái chỗ con nhà kia thì nhớ ấy, mập chạy ơi. Rồi không nhớ sao bữa giờ thấy gọi điện đi qua hoài đây. Vậy ta hứa con hao hết, giá nào đi đó. Cái hạt có đâm xua vậy. Chị đâm cho xua mập chạy ơi. Chị kêu đi, chị nói chú kêu đi, chị gọi hoài kìa. Hai phu tao không lấy cái gì đấy. Anh đang là phu lại cái gió khơi hụt đây đó. Đang cái đang phu hao cái điện ấy coi. Bạn ơi, bạn hơn hao luôn. Bạn hơn hao. Hao thôi xua ông nào ông thơ năm khí. Ai bảo phu hộp nó cái ôi hụt khứ. Đang là phu quen hao đây chứ. Mà đi. Hao thấy sốt kia nhập xin, dược mai phi xin. Vậy chú anh mới, ai chú kêu người ta gọi cho chú đi phải không? Vợ hư anh nó kêu chú đi nói chuyện người ta. Vợ hư anh kêu đi vậy? Nói chuyện người ta, thì chú nói. Này chú không, chú sao chú không gọi, kêu gọi đi, chú không nhớ con hả? Không nhớ, thì anh ta lại, thôi, lại thôi, chú nói gì hết. Lấy cái chú anh dược mai rồi, cái thấy. Là cái mô té chứ mua đó, mua hay chứ, mua một khách đi. Vậy chứ không, chứ giờ chú Hương kêu gọi đi không? Bà nó Hương hao. Rồi không nhớ luôn. Người ta đi tới đây thăm chú rồi mà chú không nhớ người ta luôn. Lại đây thăm được. Nhớ chứ được, ta nó bị cái đó thì nhớ. Nhớ cái phải bằng phụ ôn kết khó. Được thôi, mình chung đi. Vậy lâu chịu ha. Chịu đi. Không, bây giờ thì người ta nhà mình nhận là con nuôi mình cũng phải có trách nhiệm mình. Phải coi. Hỏi thăm đúng không? Đúng không? Mà chúa đó, chúa đấy luôn. Mà chúa đấy ta hứa nó hủy mưa điện gì đấy. Thì chú. Chúa nhưng sao bãi chúa thôi, quýnh sóc bãi ba thôi. Ôi bùa rồi, ba thôi. Chúa ấy chết. Vậy tập bà nông nó gì chở. Vậy ta chú giống như là cũng họp trao sức khỏe vậy đó, hỏi thăm sức khỏe. Trao hỏi sức khỏe ba. Con hỏi ông già hỏi đi con hay thôi. Do con cháu mình giỏi nước ổi bố sóc bãi cũng hỏi quý. Rồi, hôm nay được thêm một cái bình thủy này là chú nữa mình nấu nước á. Phú đặt rồi. Đâm tới cái. Thế đặt vô là lấy đấy. Đâu. Mà đây là đang là mà tích đó bà nó có đâu. Này, dân đâm tới dân đặt cho pinh. Hay dân bạch màu hay cái này dân tròn lê phải phật nắng dân lê. Bà chuyện dân chặt chuyện dân thật. Chú mua dài đường con. Hay là như biển gió lên đi, biển gió đó. Con bí kíp, bí chuyền. Nè. Bạn dọn lên phu là nhờ lý dân gọi chính người men hụt nữa men hụt của nó dân gọi chính đây hay đang phải luôn giả đấy nó dạo này thiệt á dạo này bên Mỹ luôn á dạo này dạo Mỹ luôn á chú đặt thư thông tục à này hay lại nhờ bữa nay là mặc cái áo bộ đội dân quân tự vệ đây thẳng cho ha rồi quần áo không có đem nữa mà đem ra mặt đi ha. Cái cạch thơ khổ lõn thôi. Hụp thôi luôn. Ấy cạch thơ khổ lõn. Hụp á, hụp mấy khớp chặt mũi chứ. Chặt quá hả? Bụi chục hơi á, bụi chục hơi à, khổ lắm. Hụp thì tèn tèn lắm. Bụi thơm phong thấm. Không cắt làm quần sọt được. Thấy con bộ đội con mới dùng cắt. Ôi đấy, cạch thơ khổ lõn. Chú thơm túi hụp giống. Sao chú mà thích cái mặc cái áo mà hay buộc như vậy lắm nè. Chú mà áo là chú buộc vậy là sao sao vậy chú? Ngày xưa hả? Ngày xưa là chú mặc áo đi chơi là chú buộc vậy hả? Giống đại ca ha, mặc buộc khi nào giống đại ca lắm á. Không biết cái liên sợi. Thọp ơi. Giống đại ca thì ngày xưa là chắc dữ lắm á. Đồng tí. Hả? Đồng tí. Nhớ đồng tí. Bố chốt của mình. Vậy bây giờ thì có thể đem cái này cắt ha. Rồi giờ giống như chiếc mặt bạch bây giờ kìa mơ. Con thử quay phú ấy, phú đỡ. Chiến sức. Thử dài đường đây ha. Cho chú thử dài đường. Khoan. Thì trước tiên thì mình cho chú Kỵ múa dài đường quyền của chú Kỵ rất... thất truyền bấy lâu nay thì hôm nay mình lại tới đây sẵn cho chú Kỵ múa dài đường và sau đó thì trao quà Mạnh Thường Quân mua bình thủy và dầu gió cho chú để cho chú xài
trong những ngày mưa gió này thì video mình cũng tạm biệt và hẹn cô chú video tiếp theo của mình. Mong cô chú nhìn thấy cái video này thì muốn giúp chú Kỵ thì ước mơ của chú Kỵ được một cây nước để chú Kỵ xài trong lúc tháng mưa và tháng nắng trong có nước sạch để uống, thì mong cô chú nhìn thấy thì có lòng hảo tâm muốn giúp chú thì liên hệ số điện thoại mình để bên trên số điện chỗ video đó, thì quý vị liên hệ với mình để mình trả lời và cho quý vị địa chỉ để quý vị muốn giúp chú Kỵ. Thì thôi không nói nhiều, để video kết thúc tại đây. Chúc cả nhà xem nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Chào.